Nữ hả? Rồi rồi. Dạ, bệnh nhân là tên là Nguyễn Xuân Thiện, là 21 tuổi, sinh năm 1994, nhà ở Đồng Nai, và nghề nghiệp là nhân viên giao hàng. Bệnh nhân nhập viện vào lúc 3 giờ chiều ngày 3 tháng 5 năm 2015, và lý do nhập viện của bệnh nhân là đau bụng. Về bệnh sử là khoảng 7 giờ sáng ngày nhập viện thì bệnh nhân có đau bụng đột ngột ở vùng hố trọng phải, và bệnh nhân đau quặn trên nền âm ỉ, cơn đau không lan. Tôi văn tắc vào từng mô tả xa đà chi tiết của anh. Cơn đau không lan không giảm, và bệnh nhân khi mà nằm nghiêng sang phải thì và gặp hai đầu gối vào bụng thì bệnh nhân sẽ cảm thấy bớt đau hơn. Và không, ngoài ra thì không có điểm đau khu trú nào trước đó. Bệnh nhân thì sau đau thì bệnh nhân có sốt nhưng mà không rõ độ, và sốt cho tới lúc nhập viện luôn. Bệnh nhân có không buồn nôn và không nôn ói, nhưng mà bệnh nhân không có dùng thuốc gì trước lúc nhập viện, nhưng mà có vào bệnh viện quận 7 để làm siêu âm và được chẩn đoán là viêm ruột thừa, và sau đó thì chuyển viện 115. Từ trước lúc nhập viện thì bệnh nhân tiểu là với số lượng nước tiểu là như thường ngày, nhưng mà nước tiểu thì hơi có mổ bị... chưa? Dạ. Có mổ không? Dạ chưa. Dạ, bệnh nhân tiểu thì với số lượng thường ngày, nhưng mà nước tiểu thì vài lần và không có lẫn máu hay là lợn cợn, và khi tiểu thì không cảm thấy đau bất gì hết. Bệnh nhân trước đó thì bệnh nhân cũng không có xì hơi và không có đi cầu, nhưng mà vài lần trước khi đau thì vẫn tiêu tiểu bình thường. Tình trạng lúc nhập viện cho tới lúc thăm khám thì bệnh nhân có truyền dịch, và nhưng mà vẫn còn, sau đó thì vẫn còn đau âm ỉ, đau quặn nhưng mà đỡ đau hơn, và kèm theo còn thấy nóng trong người, thường nóng là vào khoảng 3-4 giờ sáng, và có cảm thấy nóng trong người một chút vào buổi trưa, nhưng mà khi mà đo nhiệt độ thì vẫn là 37 độ. Bệnh nhân ăn cháo thì thấy dễ tiêu, không có tắc rồi. Nãy giờ tôi những cái thông tin tôi cần ghi nhận, nãy giờ tôi chưa biết cái gì hết, nói rất nhiều này, tôi lọc ra được cái một cái đau không hố chỗ phải, đau đột ngột, cái co người lại giảm đau, nghe gặp cái đùi giảm đau thôi, ngoài ra tất cả khác không có giá trị gì hết. Thì lúc nhập viện giờ đến bây giờ là bao lâu rồi? Thì lúc nhập viện đến giờ mấy ngày? 3 ngày. Đầu tiên đau hố chỗ phải, ta cho là chỉ tôi xem có ói không? Dạ không ói. Có buồn nôn không? Không. Có đi tiêu chảy không? Không. Không tiểu gắt buốt không? Có nọc số không? Sốt có. Trước giờ có đau bụng như thế bao giờ chưa? Chưa. Từ lúc đau, từ lúc nhập viện giờ bớt đau được mấy phần? Nó bớt đau nhiều. Bớt được mấy phần? Ví dụ đau lúc đau nhất là 10 thì bây giờ còn mấy? Dạ khoảng còn 3 4. 3, 4. Bây giờ ăn uống bình thường không? Dạ mới được ăn cháo. Rồi tiêu, đi tiêu làm sao? Tiêu thì sáng nay mới đi cầu được một lần. Trước khi đau hố chỗ phải đấy, trong có bị nhức đau viêm họng, có sốt, có nhức đầu rồi không? Có viêm họng. Có viêm họng. Dạ. Sao biết viêm họng, nuốt không miếng đau hay sao? Dạ, nuốt miếng đau lại. Để khám thì có gì? Để khám bụng. Toàn thân có gì không? Dạ, tổng trạng thì bình thường, không có gì bất thường. Giờ giới thiệu toàn thân mình cần tìm giới thiệu gì, đừng nói bình thường hay bất thường. Nãy cô bé kia mập cả 100 kg và nói con là tổng là thể trạng bình thường. Dạ, bệnh nhân là cao 1m63, là nặng 60 kg. Bây giờ bệnh nhân này giới thiệu toàn thân cần khai thác cái gì? Dạ, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, da niêm hồng. Hội chứng đáp ứng viêm toàn thân có dấu hiệu, bệnh nhân có hội chứng viêm đáp ứng viêm không? Dạ không có. Da lửa là sao? Có da mặn ra cô dơ. Có viêm đấy. Bây giờ mà còn như thế chắc lúc trong viện nó chắc chắn có viêm. Cũng như khám bụng có gì? Dạ, khám bụng thì bụng tương đối di động đều theo nhịp thở, không sợ máu cũ, không tồn hàng bài hệ, không dấu nắng bò, không quay đục nổi, và không có dấu sao mạch. Đọc bùa lỗ ban. Dạ, không có vết bầm máu hay là u to gì bất thường hết. Khi mà nghe thì nghe không. Bây giờ hỏi ứng hút chỗ phải xem có bụng có phản ứng có đề kháng gì không? Tôi đã trả lời tôi biết vậy thôi. Vì bệnh nhân này là nam thanh niên trẻ khỏe thế này mà đâu bầm máu gì bàn hệ đâu đây hả? Cho nên không có đi lâm sàng nhiều nữa vậy đó. Khám thử xem hố chỗ phải có dấu hiệu viêm khúc mạc không? Dạ thầy, là có phản ứng thành bụng. Sao biết có phản ứng thành bụng? Dạ khi mà mình dạ bắt đầu được là chống hai chân lên cho thầy. Thả lỏng cái bụng này, cởi cái lưng quần ra chứ được không? Sáng nay có đi tiêu chưa? Phân bình thường phải không? Thả lỏng cái bụng. Thả lỏng.
tha lỏng đâu có gì đâu, chỉ đau thôi, gì ê ê gì ở dưới biểu dưới nó có sưng không, hai hòn có hòn nào bị to lên không hả? Được chưa, rồi em khám thử xem có đúng không. Em khám, em cho cô này khám không, khám đúng là hòn tinh hoàn bên phải nó sưng lên hả, có chắc không? À, đâu một đang một nam đây khám lại rồi lên đây khám mà có đúng không, vô khám đi, hồi đúng là phải mang gan đấy, kiểm tra xem con này xuống có là mang gan, khám tinh hoàn bên phải có còn mang gan thì mang khám đại đi rồi sát trùng đúng là phải đây nè. Thế thì thanh niên tuổi này mấy bệnh lên quanh di mạch mà chắc chắn phải đục thừa, nằm đây mấy ngày mà không phải đục thừa rồi, bỏ đục thừa luôn nha. Giờ tuổi trẻ thế này di mạch mặt treo nha, đi tinh hoàn sống tinh hoàn rồi nữa. Chỉ có thọt tay vào trong thì cái việc bộc lộ ra nha, bộc lộ ra cho không có gì giấu giếm hết nha, nó câu sau này lại đừng có tinh hoàn bên trái bình thường không, mà bị nó đổ bộ hết gì hả, làm như con gái 16 tuổi tinh hoàn phải sức có sưng không, sưng không bên trái phải to hơn to một bên 10 bên mấy, thí dụ bên trái bên phải là 10 thì bên trái là mấy, bên to là 10 thì bên trái là mấy, này là cỡ 6-7 rồi thôi đi tinh hoàn nghe, đôi khi là bạn sẽ lầm nghe, cái bệnh nó ngoài phân bụng với cái bệnh nó trong phân bụng, tại vì chi phối thần kinh của tinh hoàn nó cũng liên quan đến cái chi phối thần kinh của thành bụng, nó gần với nhau nha. Tao trả lời thử xem coi thần kinh chi phối tinh hoàn là kinh gì, cảm giác tinh hoàn kinh gì, hả? Chậu bẹn nắm được chưa, chậu bẹn với chậu hạ vị nó gần với nhau, nó đau vùng hạ vị vùng bẹn, đau tinh hoàn thì khi bệnh nhân sẽ nhầm nha. Trường hợp này là một cái bệnh, một cái đau ở ngoài phân bụng nhưng mà chẩn đoán nhầm là ở trong phân bụng, đúng ra là như này phải nằm ở phân niệu ấy, phải nằm đây mà bớt đau rồi phải không, mà hỏi thiệt nha, à, trước khi đau nó dài 3 ngày có quan hệ gì không, chắc không có. Được rồi, nhưng mà trả lời không hay có cũng ghi nhận vậy thôi chứ không chắc 100% nhắm mấy điểm, 5 điểm nhưng mà tôi cố gái đó, chứ đúng ra là hoàn toàn là sai hết nha, cám không có tập trung, không có đi, chứng tỏ là không có đi lâm sàng, chỉ phục lòng về lý thuyết thôi.